二十时三十分至二十一时三十分举行。该活动呼吁各个人、各家企业和全社会为地球熄灯一小时，鼓励各家企业改进生产流程，改用各项最优化活动。 Chế duyên ứng đoán chén sỏ quân sư thị trị Thái Phan Lẹng. Sự kiện tắt đèn toàn cầu giờ trái đất năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 sự kiện tắt đèn giờ trái đất năm 2024 sẽ được tổ chức từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3. Sự kiện kêu gọi cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội tắt đèn vì trái đất, khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng những hoạt động tối ưu hóa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Các bạn thân mến, ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy là có một số những cái từ uh, chuyên ngành liên quan đến uh, ví dụ như là khí thải nhà kính. Ở đây có từ quân sự chi thị, quân sự chi thị là uh, khí thải nhà kính khí nhà kính thế và phái phong phái phong là thải phái phong liền quân uh, sư chi thị phái phong liền là cái lượng khí nhà kính thải ra ngoài ra đó là từ Ti chiếu y xảo xứ thì cái từ này là giờ trái đất giờ trái đất có nghĩa là uh, tắt đèn đi để để trái đất nó được thứ nhất là để để tiết kiệm năng lượng giảm thiểu năng lượng sử dụng uh, đó và si tân khổ tùng ở đây có từ si si là uh, tắt là nghỉ là mi là si tân là tắt đèn thế và ở đây có một âm đọc khác là xí si, nhưng chúng ta đọc trong trường hợp này chúng ta đọc là si si tân thế và vừa rồi thì chúng ta thấy là 二十十 30 sang 21:30. phân đây là cách sử dụng trong văn viết thế và còn văn nói thì chúng ta có thể nói là quản sang hoặc là quản uh sang cái trư này là trong, dùng trong văn viết, nghĩa có nghĩa là tao trong văn nói. À, chúng oản sang ba điểm san phân tạo, quản sang chiếu điểm san phân chuyển Thì chúng ta nhớ là động từ trong tiếng Trung sẽ đặt ở cuối và tiếng Việt của chúng ta sẽ nói là tổ chức sẽ được tổ chức vào à, 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 à, cái này thì câu cầu cũng đã nói rồi hôm qua trong cái bài luyện dịch về um, danh lam thắng cảnh và những cái di sản thiên nhiên di sản thế giới thì câu cầu cũng đã nhắc với các bạn đó là chúng ta lưu ý về trạng từ chỉ thời gian địa điểm thì trung quốc trong tiếng trung theo thói quen của người trung quốc thì người ta sẽ dịch trước người ta sẽ nói trước và động từ người ta để sau cùng còn chúng ta thì đem cái động từ đi lên đằng trước để chúng ta dịch trước và ở đây chúng ta thấy có một từ là cai khổ tùng thì trong văn nói chúng ta sẽ dùng là trước cơ khổ tùng nhưng mà trong văn viết thì người ta có thể dùng cai dùng sử cái sử 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 khơi các bạn bí sử đó thế thì uh, trong văn viết thì các bạn nhớ là cai cai ví dụ như học trò này thì người ta không nói là trong văn viết người ta không dùng là trước cơ sở sông mà người ta dùng cai sông đó thì các bạn lưu ý cho và khu uh, cơ cơ rấn cơ gia chỉ dê sơ Hội Vì đi chiếu yếu xảo sứ Đó, thế thì Vì có nghĩa là vì cái gì cái gì đó mà làm gì Đây là một cái cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta thường gặp à, Củ ly cơ gia chỉ dê cải trên sân trản liếu trống Chả dụng cơ gia chơi yêu hoa khổ động, Chế yên nâng yuán chán xảo etc. Đó, thế và à, đoạn này thì câu khẩu vừa mới lấy ở cái, trên um, trang một trang web mà câu cầu thường xuyên uh, đọc tài liệu ở trên đó là trang um, Việt Nam Plus gì? Ừ, đúng không? À, để chờ một lát, nữa. cô cô lấy cái chờ một xíu là trên trang Việt Nam đó. Thế và cô, cô thường xuyên lấy tài liệu ở trên trang này à, Việt Nam Plus. Đó, có một dấu cộng ấy các bạn đó thế và có rất là nhiều tài liệu để chúng ta đọc ở bên đó có rất nhiều ngôn ngữ có tiếng việt này tiếng anh này tiếng trung đó, tiếng vừa rồi câu cầu nhìn thấy có cả tiếng tây ban nha tiếng hình như có cả tiếng nga nữa thì phải và thêm một số ngôn ngữ khác nữa nếu như mà các bạn muốn học cái cách để sử dụng từ ấy thì các bạn nên đọc một số những cái trang đáng tin cậy và có uy tín đó thế thì chúng ta có rất nhiều cách để có thể nâng cao khả năng phiên dịch của mình và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và năng lượng mình là cô cô đỗ hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ